Nói Chuyện Cùng Sống, tập 2, trang bìa. Anders Hitchley khuyến khích Tisha Merti viết những nói chuyện cùng sống này, gồm một loạt những đối thoại cùng những con người bình thường mà Tisha Merti đã gặp gỡ trong những vùng đất khác nhau của thế giới. Bố cục ở Ấn Độ, châu Âu và châu Mỹ tương phản cùng những phong cảnh thay đổi, những gặp gỡ tình cờ được ghi lại ở đây đều thâm sâu và khai sáng. Trong những đối thoại này, phương cách của cái tôi được lọc tung qua sự thâm nhập thông minh của Krishnamurti. Krishnamurti giúp đỡ khôi phục cho chúng ta sự trung thành cổ xưa rằng những con người có thể khiến cho chính họ trở thành tổng thể, gạch ngang, không qua bất kỳ tác nhân bên ngoài hay niềm tin nào, nhưng bằng sự chú ý đúng đắn và một tai đang lắng nghe. Ngày ghi âm 16:30 ngày 13 tháng 4 năm 2014. Một nhỏ. Hạnh phúc sáng tạo. Có một thành phố bên cạnh con sông Hoành Tráng. Những bậc thềm rộng và dài dẫn xuống bờ nước, và thế giới dường như sống trên những bậc thềm đó. Từ sáng sớm đến sâu sẩm tối, những bậc thềm luôn luôn đông đúc và ồn ào. Gần ngang bằng mặt nước là những bậc thềm nhỏ xíu nhô ra mà người ta ngồi trên đó và mất hút trong những hy vọng và những ao ước của họ, trong những thần thánh và những câu kinh của họ. Tiếng chuông đền vang lên, người chủ lễ đang gọi lớn, người nào đó đang hát, và một đám đông người đã tụ tập đang lắng nghe trong yên lặng trân trọng. Ra khỏi tất cả những sự việc này, quanh khúc đường và cao hơn con sông có một khu những cao ốc cùng những đại lộ cây cối và những con đường rộng của chúng vươn dài đến hàng dặm vào trong đất liền, và dọc theo con sông qua một con đường bẩn thỉu và chật chội, người ta vào một khu vực rải rác dành cho công việc học hành. Ở đó có quá nhiều học sinh từ khắp quốc gia, háo hức, năng động và ồn ào. Những giáo viên kênh kiệu, hăm hở trong những chức vụ và lương bổng cao hơn. Dường như chẳng người nào quan tâm nhiều đến việc gì xảy ra cho những em học sinh khi các em rời nơi đây. Những giáo viên truyền đạt sự hiểu biết và những phương pháp kỹ thuật nào đó mà những người lanh lợi tiếp thu mau lẹ, và khi họ tốt nghiệp, chính xác đó là nó. Những giáo viên đã có những công việc bảo đảm, họ có gia đình và an toàn. Nhưng khi những học sinh rời khỏi đây, các em phải đối diện sự cực khổ và không an toàn của sống. Có những cao ốc như thế, những giáo viên và những học sinh như thế. Có những cao ốc như thế, những giáo viên và những học sinh như thế khắp mảnh đất này. Vài học sinh đạt được sự nổi tiếng và vị trí trong thế giới. Những người khác ấp ủ, đấu tranh và chết. Chính phủ muốn những nhân viên kỹ thuật, những người điều hành đủ khả năng để hướng dẫn, để cai trị, và luôn luôn có quân đội, giáo hội và kinh doanh. Khắp thế giới đều giống hệt nhau. Vì học hành một phương pháp kỹ thuật và có một việc làm, một nghề nghiệp, chúng ta phải trải qua quy trình của có được cái trí cao cấp hơn, bị nhét đầy những dữ kiện và hiểu biết. Đúng chứ? Chắc chắn trong thế giới hiện đại, một chuyên viên kỹ thuật giỏi có một cơ hội kiếm sống tốt hơn. Nhưng rồi sau đó là gì? Liệu một chuyên viên kỹ thuật giỏi có thể đối diện sự phức tạp của sống dễ dàng hơn một người dốt nát? Chấm hỏi. Một nghề nghiệp chỉ là một mảnh của sống, nhưng cũng còn những mảnh khác bị giấu giếm, rất tinh tế và kín đáo. Nhấn mạnh mảnh này và phủ nhận hay lơ là những mảnh còn lại, chắc chắn dẫn đến hoạt động biến dạng và không hiệp thông. Chính xác đây là việc gì đang xảy ra trong thế giới ngày nay, cùng xung đột và chồng chất, hỗn loạn và đau khổ. Dĩ nhiên có vài ngoại lệ, những người sáng tạo, những người hạnh phúc, những người hiệp thông cùng cái gì đó, không do con người sáng chế, phải không phụ thuộc vào những sự việc của cái trí. Dĩ nhiên có vài ngoại lệ, phải những người sáng tạo, những người hạnh phúc, những người hiệp thông cùng cái gì đó, không do con người sáng chế. Họ không phụ thuộc vào những sự việc của cái trí. Tại bản chất, bạn và tôi có khả năng để hạnh phúc, sáng tạo, hiệp thông cùng cái gì đó mà vượt khỏi những trói buộc của thời gian. Hạnh phúc sáng tạo không là một quà tặng được dành riêng cho một ít người. Và tại sao đa số người lại không biết hạnh phúc đó? Chấm hỏi. Tại sao một ít người dường như hiệp thông thấm thẳm bất kể những hoàn cảnh và những tai nạn, thì ngược lại những người khác lại bị hủy diệt bởi chúng? Chấm hỏi. Tại sao một ít người lại nhận biết linh động trong khi những người khác vẫn còn cố chấp và bị hủy diệt? Bất kể sự hiểu biết, một số người khoáng đạt nghênh đón cái đó mà không một người nào và không quyển sách nào có thể trao tặng, trong khi những người khác lại bị chết ngạt bởi phương pháp kỹ thuật và uy quyền. Tại sao? Rõ ràng không quan tâm đến những vấn đề thâm thẳm hơn và bao quát hơn. Cái trí muốn bị trói buộc và được biến thành chắc chắn trong một loại hoạt động nào đó, bởi vì khi đó nó ở trên một nền tảng an toàn hơn. Vì vậy, sự giáo dục của nó, những luyện tập của nó, những hoạt động của nó được khuyến khích và được duy trì trên mức độ đó. Những bào chữa được tìm ra để không thoát khỏi nó. Trước khi những đứa trẻ bị ô uế bởi cái tạm gọi là giáo dục, thì nhiều em hiệp thông cùng cách không biết được. Chúng thể hiện điều này trong rất nhiều cách, nhưng chẳng mấy chốc môi trường sống bắt đầu bao bọc các em, và sau một lứa tuổi nào đó, các em mất đi ánh sáng đó, vẻ đẹp đó mà không tìm được trong bất kỳ quyển sách hay trường học nào. Chấm hỏi. Tại sao? Đừng nói rằng sống đã quá nhiều đối với chúng, rằng chúng phải đối diện với những thực tế khắc nghiệt, rằng nó là nghiệp của chúng, rằng nó là tội lỗi của người cha của chúng. Tất cả điều này đều vô lý. Hạnh phúc sáng tạo dành cho tất cả mọi người, chứ không phải cho một ít người. Bạn có lẽ diễn tả nó trong một cách và tôi trong một cách khác, nhưng nó dành cho tất cả mọi người. Hạnh phúc sáng tạo không có giá trị gì nơi chợ búa. Nó không là một món hàng được bán cho người trả giá cao. Nó không phải là một món hàng được rao bán cho người trả giá cao nhất, nhưng nó là điều duy nhất mà có thể trao tặng tất cả mọi người. Liệu hạnh phúc sáng tạo có thể được khám phá? Chấm hỏi. Đó là liệu cái trí có thể hiệp thông cùng cái đó mà là cái nguồn của tất cả hạnh phúc? Chấm hỏi. Liệu sự khoáng đạt này có thể được duy trì bất kể hiểu biết kỹ thuật, bất kể giáo dục và nhiễu loạn trong sống? Chấm hỏi. Nó có thể, nhưng chỉ khi nào người giáo dục được giáo dục về sự thật này, chỉ khi nào chính anh ấy, người giáo dục, hiệp thông cùng cái nguồn của hạnh phúc sáng tạo. Vì vậy, vấn đề của chúng ta không phải em học sinh, đứa trẻ, nhưng là giáo viên và cha mẹ. Giáo dục là một vòng tròn hiểm độc. Chỉ khi nào chúng ta không thấy sự quan trọng, sự cần thiết cốt lõi vượt trên tất cả mọi thứ khác của hạnh phúc tối thượng này. Đọc lại, giáo dục là một vòng tròn hiểm độc. Chỉ khi nào chúng ta không thấy sự quan trọng, sự cần thiết cốt lõi vượt trên tất cả mọi thứ khác vậy của hạnh phúc tối thượng này. Giáo dục là một vòng tròn hiểm độc. Chỉ khi nào chúng ta không thấy sự quan trọng, sự cần thiết cốt lõi vượt trên tất cả mọi thứ khác vậy của hạnh phúc tối thượng này. Rốt cuộc mở toang cái nguồn của tất cả hạnh phúc là tôn giáo tột đỉnh. Nhưng muốn nhận ra hạnh phúc này thì bạn phải trao sự chú ý đúng đắn vào nó, như bạn thực hiện với công việc kinh doanh. Nghề nghiệp của giáo viên không là một công việc thuần túy lề thói, nhưng sự diễn tả của vẻ đẹp và hân hoan mà không thể được đo lường dựa vào thành tựu và thành công. Ánh sáng của sự thật và phước lành của nó bị hủy diệt khi cái trí mà là nơi trú ngụ của cái tôi, nó đảm trách sự kiểm soát. Hiểu rõ về chính mình là khởi đầu của thông minh. Nếu không có hiểu rõ về chính mình thì học hành chỉ dẫn đến dốt nát, đấu tranh và đau khổ. Tập tiếp 2 nhỏ, tình trạng bị quy định. Anh ấy rất quan tâm giúp đỡ nhân loại, làm những việc phước đức và hoạt động trong vô số những tổ chức lo về hạnh phúc của xã hội. Chính xác, anh ấy nói rằng anh ấy đã không bao giờ có một kỳ nghỉ dài, và từ khi anh ấy tốt nghiệp đại học, anh ấy đã làm việc liên tục cho hạnh phúc của con người. Dĩ nhiên anh ấy không nhận bất kỳ xu nào cho công việc của anh ấy đã làm. Đối với anh ấy, công việc của anh ấy luôn luôn rất quan trọng, và anh ấy quyến luyến nhiều vào việc gì anh ấy đã làm. Anh ấy đã trở thành một công nhân xã hội giỏi và anh ấy yêu quý nó. Nhưng anh ấy đã nghe được nhiều điều gì đó tại một trong những nói chuyện về những loại khác nhau của tẩu thoát mà quy định cái trí ấy, và anh ấy muốn nói về những sự việc đó. Người hỏi: ông nghĩ rằng là một công nhân xã hội là bị quy định hay sao? Liệu nó chỉ tạo ra xung đột thêm nữa? Tấm hỏi: Tisha Merti, chúng ta hãy khám phá chúng ta có ý gì qua từ ngữ tình trạng bị quy định. Khi nào chúng ta nhận ra rằng chúng ta bị quy định? Tấm hỏi: có khi nào chúng ta nhận ra nó hay không? Liệu bạn nhận biết rằng bạn bị quy định, hay liệu bạn chỉ nhận biết được xung đột, đấu tranh tại những mức độ khác nhau thuộc sự hiện diện của bạn? Chấm hỏi: chắc chắn chúng ta nhận biết không phải tình trạng bị quy định của chúng ta, nhưng chỉ nhận biết được xung đột, đau khổ và vui thú. Người hỏi: ông có ý gì qua từ ngữ xung đột? Viết ra một cái: mọi loại xung đột, xung đột giữa những quốc gia, giữa những nhóm tổ chức khác nhau, giữa những cá thể, và xung đột bên trong chính người ta. Chắc chắn xung đột hiện diện chừng nào còn không có sự hiệp thông giữa người hành động và hành động của anh ấy, giữa thách thức và phản ứng. Đúng chứ? Xung đột là vấn đề của chúng ta, phải không? Không phải bất kỳ một xung đột đặc biệt nào, nhưng tất cả xung đột, đấu tranh giữa những ý tưởng, giữa những niềm tin, những học thuyết, xung đột giữa những đối nghịch. Nếu không có xung đột thì sẽ không có những vấn đề. Người hỏi: ông đang gợi ý rằng tất cả chúng tôi nên tìm kiếm một sống của cô lập, của suy gẫm hay sao? Tisha Merti: suy gẫm gian nan lắm, nó là một trong những điều khó khăn nhất phải hiểu rõ. Cô lập, mặc dù có ý thức hay không ý thức, mỗi người đều đang tìm kiếm nó trong cách riêng của anh ấy, không giải quyết được những vấn đề của chúng ta. Trái lại, nó gia tăng thêm chúng. Chúng ta đang cố gắng hiểu rõ điều gì là những yếu tố của tình trạng bị quy định mà tạo ra xung đột thêm nữa. Chúng ta chỉ nhận biết xung đột, đau khổ và vui thú, và chúng ta không nhận biết được tình trạng bị quy định của chúng ta. Cái gì tạo ra tình trạng bị quy định? Chấm hỏi. Người hỏi: những ảnh hưởng thuộc môi trường sống và xã hội. Xã hội mà trong đó chúng ta được sinh ra, văn hóa mà trong đó chúng ta được nuôi dưỡng, những áp lực chính trị và kinh tế và vân vân. Tisha Merti: đúng vậy, nhưng liệu đó là tất cả hay sao? Những ảnh hưởng này là sản phẩm riêng của chúng ta, đúng chứ? Rõ ràng, xã hội là kết quả của sự liên hệ của con người với con người. Liên hệ này là một loại của sử dụng, nhu cầu, thanh thản, thỏa mãn, và nó tạo ra những ảnh hưởng, những giá trị gây trói buộc chúng ta. Sự trói buộc là tình trạng bị quy định của chúng ta. Chúng ta bị trói buộc bởi những suy nghĩ và những hành động riêng của chúng ta. nhưng chúng ta không nhận biết rằng chúng ta bị trói buộc. Chúng ta chỉ nhận biết được xung đột của vui thú và đau khổ. Dường như chúng ta không bao giờ thoát khỏi điều này, và nếu chúng ta có thoát khỏi thì nó chỉ vào xung đột thêm nữa. Chúng ta không nhận biết tình trạng bị quy định của chúng ta, và chúng ta chỉ tạo ra xung đột và hỗn loạn thêm nữa, chừng nào chúng ta còn chưa nhận biết nó. Người hỏi, làm thế nào người ta nhận biết được tình trạng bị quy định của người ta? Chắc nói, nó có thể xảy ra chỉ bằng hiểu rõ một quy trình khác, quy trình của quyến luyến. Nó có thể xảy ra chỉ bằng hiểu rõ một quy trình khác, đó là quy trình của quyến luyến. Nếu chúng ta có thể hiểu rõ tại sao chúng ta quyến luyến, vậy thì có lẽ chúng ta nhận biết được tình trạng bị quy định của chúng ta. Người hỏi, đó không là một cách lòng vòng để đến câu hỏi trực tiếp hay sao? Viết ra một tiếng. Thế à? Chỉ cố gắng nhận biết tình trạng bị quy định của bạn mà thôi. Bạn chỉ có thể biết nó một cách gián tiếp, liên quan đến điều gì khác. Bạn không thể nhận biết tình trạng bị quy định của bạn như một trừu tượng, bởi vì lúc đó nó chỉ là từ ngữ mà không có ý nghĩa bao nhiêu. Chúng ta chỉ nhận biết xung đột hiện diện khi không có sự hiệp thông của thách thức và phản ứng. Xung đột này là kết quả thuộc tình trạng bị quy định của chúng ta. Tình trạng bị quy định là quyến luyến, quyến luyến vào công việc, truyền thống, tài sản, con người, những ý tưởng và v.v. Nếu không có quyến luyến, liệu có tình trạng bị quy định hay không? Dĩ nhiên không. Vì vậy tại sao chúng ta quyến luyến? Tôi quyến luyến quốc gia của tôi, bởi vì qua sự đồng hóa cùng nó, tôi trở thành một người nào đó. Tôi đồng hóa chính tôi cùng công việc của tôi, và công việc trở thành quan trọng. Tôi là gia đình của tôi, tài sản của tôi. Tôi quyến luyến chúng. Mục tiêu của quyến luyến trao tặng tôi phương tiện tẩu thoát khỏi sự trống rỗng của riêng tôi. Quyến luyến là tẩu thoát, và chính sự tẩu thoát cũng có tình trạng bị quy định. Nếu tôi quyến luyến bạn, đó là vì bạn đã trở thành phương tiện cho sự tẩu thoát khỏi chính tôi. Vì vậy, bạn rất quan trọng đối với tôi, và tôi phải sở hữu bạn, phải bám chặt bạn. Bạn trở thành yếu tố đang gây ra quy định, và tẩu thoát là tình trạng bị quy định. Nếu chúng ta có thể nhận biết những tẩu thoát của chúng ta, vậy thì chúng ta có thể nhận biết những yếu tố, những ảnh hưởng mà tạo ra tình trạng bị quy định. Người hỏi, liệu tôi đang tẩu thoát khỏi chính tôi qua công việc xã hội? Chấm hỏi. Tiếp ra một tí. Bạn quyến luyến nó, bám chặt nó phải không? Liệu bạn sẽ cảm thấy mất hút, trống rỗng, nhàm chán nếu bạn không làm công việc xã hội? Chấm hỏi. Người hỏi, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy. Tiếp ra một tí. Quyến luyến vào công việc của bạn là sự tẩu thoát của bạn. Có những tẩu thoát tại tất cả những mức độ của sự hiện diện của chúng ta. Bạn tẩu thoát qua công việc, qua một người khác, bạn tẩu thoát qua công việc, một người khác qua nhậu nhẹt, một người khác qua những nghi lễ tôn giáo, một người khác qua hiểu biết, một người khác qua Thượng Đế, và vẫn vậy một người khác qua nghiện ngập, qua vui chơi. Tất cả những tẩu thoát đều giống hệt nhau. Không có tẩu thoát cao cả hay hèn kém. Thượng Đế và nhậu nhẹt đều ở cùng mức độ. Chừng nào chúng còn là những tẩu thoát khỏi chúng ta là gì? Thượng Đế và nhậu nhẹt đều ở cùng mức độ. Chừng nào chúng còn là những tẩu thoát khỏi chúng ta là gì? Khi chúng ta nhận biết những tẩu thoát của chúng ta, chỉ lúc đó chúng ta nhận biết tình trạng bị quy định của chúng ta. Người hỏi, tôi sẽ làm gì nếu tôi không còn tẩu thoát qua công việc xã hội? Chấm hỏi. Tôi sẽ làm gì nếu tôi không còn tẩu thoát qua công việc xã hội? Liệu tôi có thể làm bất kỳ việc gì mà không có tẩu thoát? chấm hỏi. Tất cả những hành động của tôi không là một hình thức của tẩu thoát khỏi tôi là gì hay sao? Tất cả những hành động của tôi không là một hình thức của tẩu thoát khỏi tôi là gì hay sao? Krishnamurti, câu hỏi này chỉ là từ ngữ hay liệu nó phản ảnh một thực tế, một sự kiện mà bạn đang trải nghiệm? Chấm hỏi. Nếu bạn không tẩu thoát thì việc gì xảy ra? Có khi nào bạn đã thử nó hay chưa? Người hỏi, điều gì ông nói quá tiêu cực. Nếu tôi được phép nói như thế, ông không trao tặng bất kỳ thay thế nào cho công việc. Krishnamurti, tất cả thay thế không là một hình thức khác của tẩu thoát hay sao? Khi một hình thức đặc biệt của hoạt động không gây thỏa mãn hay tạo ra xung đột thêm nữa, chúng ta nương dựa vào một hình thức khác, thay thế một hoạt động bởi một hoạt động khác mà không có hiểu rõ về sự tẩu thoát thì quá vô ích, đúng chứ? Thay thế một hoạt động bởi một hoạt động khác mà không có hiểu rõ về sự tẩu thoát thì quá vô ích, đúng chứ? Do bởi sự tẩu thoát này và sự quyến luyến của chúng ta vào chúng, do bởi sự tẩu thoát này và sự quyến luyến của chúng ta vào chúng mới tạo ra tình trạng bị quy định. Tình trạng bị quy định gây ra những vấn đề xung đột. Do bởi tình trạng bị quy định mới ngăn cản sự hiểu rõ của chúng ta về sự thách thức. Khi đã bị quy định thì chắc chắn đáp trả của chúng ta phải tạo ra sự xung đột. Người hỏi, làm thế nào người ta có thể được tự do khỏi tình trạng bị quy định? Làm thế nào người ta có thể được tự do khỏi tình trạng bị quy định? Chấm hỏi. Krishnamurti, chỉ bằng hiểu rõ, nhận biết được những tẩu thoát của chúng ta. Sự quyến luyến của chúng ta vào một con người, vào một công việc, một học thuyết là yếu tố gây quy định. Đây là sự kiện chúng ta phải hiểu rõ và không phải tìm kiếm một tẩu thoát thông minh hơn hay tốt lành hơn. Tất cả những tẩu thoát đều dốt nát bởi vì chắc chắn chúng tạo ra xung đột. Vung quán sự tách rời là một hình thức khác của tẩu thoát, của cô lập. Sự quyến luyến vào một trừu tượng và một lý tưởng được gọi là sự tách rời. Sự quyến luyến vào một trừu tượng, vào một lý tưởng được gọi là sự tách rời. Lý tưởng là ảo tưởng được tạo tác bởi cái tôi, và đang lý tưởng là tẩu thoát khỏi cái gì là. Có hiểu rõ cái gì là phải một hành động trọn vẹn hướng về cái gì là. Chỉ khi nào cái trí không còn đang tìm kiếm bất kỳ tẩu thoát nào. Đọc lại, có hiểu rõ cái gì là, một hành động trọn vẹn hướng về cái gì là. Chỉ khi nào cái trí không còn đã tìm kiếm bất kỳ tẩu thoát nào. Chính suy nghĩ về cái gì là một tẩu thoát khỏi cái gì là. Suy nghĩ về vấn đề là tẩu thoát khỏi vấn đề. Suy nghĩ về vấn đề là tẩu thoát khỏi vấn đề. Bởi vì suy nghĩ là vấn đề và là vấn đề duy nhất. Cái trí không sẵn lòng để là nó là gì. Phải sợ hãi nó là gì. Phải tìm kiếm những tẩu thoát khác nhau này. Và phương cách của tẩu thoát là suy nghĩ. Chừng nào còn có suy nghĩ thì phải có những tẩu thoát, những quyến luyến mà chỉ củng cố thêm tình trạng bị quy định. Đọc lại. Chính suy nghĩ về cái gì là một tẩu thoát khỏi cái gì là. Suy nghĩ về vấn đề là tẩu thoát khỏi vấn đề bởi vì suy nghĩ là vấn đề và là vấn đề duy nhất. Cái trí không sẵn lòng để là nó là gì, sợ hãi nó là gì. Vậy tìm kiếm những tẩu thoát khác nhau này. Và phương cách của tẩu thoát là suy nghĩ. Chừng nào còn có suy nghĩ thì phải có những tẩu thoát, những quyến luyến mà chỉ củng cố tình trạng bị quy định. Tự do khỏi tình trạng bị quy định. Hiện diện tự do khỏi suy nghĩ, tự do khỏi tình trạng bị quy định, hiện diện cùng tự do khỏi suy nghĩ. Khi cái trí hoàn toàn bất động, thì chỉ lúc đó có tự do cho sự thật hiện diện. Đọc lại đoạn cuối. Tự do khỏi tình trạng bị quy định, hiện diện cùng tự do khỏi suy nghĩ, khi cái trí hoàn toàn bất động. Vậy chỉ lúc đó có tự do cho sự thật hiện diện. Tạm dừng trang 19.